Bản tin sáng ngày 13 tháng 2, nhiều bệnh viện điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được giải thể vì đã hoàn thành sứ mệnh. Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương mở rộng đối tượng học sinh đến trường tùy theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện điều trị COVID-19 đã hoàn thành sứ mệnh. Do đã hoàn thành sứ mệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch vừa qua, nhiều bệnh viện như là Phạm Ngọc Thạch, Trương Vương, An Bình điều trị COVID-19 Lê Minh Xuân đã phục hồi lại công năng khám chữa bệnh bình thường như trước khi có dịch. Điểm khác biệt là giờ đây, các bệnh viện này đã thành lập các khoa, đơn vị chuyên điều trị bệnh COVID-19 như một bệnh lây nhiễm bình thường khác. Hiện trung tâm hồi sức COVID-19 đặt tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 không còn bệnh nhân. Sở Y tế cũng đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải thể hoạt động bệnh viện dã chiến số 6, số 8, số 12. Tuy nhiên, khi cần thiết sẽ kích hoạt lại hoạt động của các bệnh viện điều trị COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ. Hơn 14.000 người bệnh được điều trị khỏi khỏe mạnh trở về với gia đình. Duy nhất một ca tử vong do mắc nhiều bệnh nền là kết quả của sự tận lực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh khi được phân công phụ trách bệnh viện dã chiến số 12 đặt tại khu đô thị An Khánh, thành phố Thủ Đức. Có sự hỗ trợ của đồng nghiệp đến từ các bệnh viện bạn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, phó giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám đốc Bệnh viện dã chiến số 12 giai đoạn 2, thông báo những bệnh nhân cuối cùng ở Bệnh viện dã chiến số 12 đã xuất viện. Dự kiến bệnh viện sẽ được giải thể vào tuần tới. Do dịch bệnh có chiều hướng gia tăng trở lại những ngày sau Tết, bệnh viện vẫn giữ khu cấp cứu có bảo vệ 24/24 và luôn có đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng cùng nhóm hậu cần trực chiến, sẵn sàng cho tình huống có bệnh nhân mới cho đến khi có quyết định giải thể chính thức của thành phố. Lịch đi học trực tiếp của học sinh tại 63 tỉnh thành. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho học sinh lớp 6 và bậc tiểu học ở 18 huyện thị xã được đến trường từ ngày 10 tháng 2. Tại Hải Phòng, thành phố chỉ đạo đối với cấp học mầm non và tiểu học căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến của từng địa phương đến cấp xã phường, Ủy ban nhân dân các quận huyện quyết định đi học trực tiếp trước ngày 14 tháng 2. Đối với cấp học phổ thông, trung học cơ sở, trung học phổ thông giáo dục thường xuyên triển khai học trực tiếp từ ngày 7 tháng 2. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, từ ngày 7 tháng 2, học sinh khối 9 và khối 12 tiếp tục tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng từ ngày 14 tháng 2. Học sinh các khối 6, 7, 8 và lớp 10, 11 bắt đầu đến trường trên cơ sở chia buổi cho phù hợp. Đối với bậc tiểu học, trẻ lớp 1 chưa tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng, khối 2 học buổi chiều, các khối 3, 4, 5 vẫn học trực tuyến, trẻ mầm non 5 tuổi đến trường từ ngày 14 tháng 2. Na Uy sắp dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 2, Thủ tướng Na Uy một lần nữa nhấn mạnh COVID-19 không còn là mối đe dọa sức khỏe lớn đối với hầu hết người dân của Na Uy. Biến chủng Omicron có vẻ gây bệnh nhẹ hơn và hiện tại mọi người đều được bảo vệ khá nhiều bằng hiệu quả của vaccine. Một khi những biện pháp hạn chế cuối cùng được dỡ bỏ, người dân Na Uy sẽ không còn phải tuân thủ quy định giãn cách ít nhất 1 mét hay là đeo khẩu trang trong môi trường đông đúc. Việc loại bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch cũng đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ đêm và các địa điểm giải trí đều được phép hoạt động trở lại bình thường. Ngoài ra, những người mắc COVID-19 cũng không cần thiết phải tự cách ly. Thay vào đó, họ được khuyến cáo nên ở trong nhà ít nhất 4 ngày. Na Uy hồi tháng 12 năm 2021 phải áp đặt phong tỏa một phần nhằm đối phó với tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại trong bản tin tối ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.